Vợ chồng Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ kỷ niệm 11 năm ngày cưới theo cách không giống ai. Mùa dịch khiến dân mạng khen hết lời. Kỷ niệm ngày cưới theo cách vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì tấm lòng cao thượng. Thay vì những món quà đắt đỏ kỷ niệm 11 năm ngày cưới, vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ đã ủng hộ nhu yếu phẩm cho những nơi phong tỏa cách ly. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã đăng tải trên trang cá nhân của mình về việc mang đến những phần quà ý nghĩa cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, kỷ niệm ngày cưới năm Covid sẽ là những tháng ngày đáng nhớ không chỉ riêng với gia đình Dạ. Một ngày kỷ niệm không MV, không hoa, không quà, không tiệc tùng, không bạn bè như mọi năm, sẽ không còn háo hức chờ điện thoại để nhận hoa và quà của chồng yêu nữa. Thay vào đó, sẽ là những cuộc gọi ra nhận nhu yếu phẩm cần thiết để giao đến những hộ khó khăn đang bị phong tỏa trong vùng khu vực. Cảm giác hạnh phúc khi nhận được từng thùng mì, bao gạo, hộp sữa thật sự khó tả vì việc vận chuyển trong thời gian này là điều không dễ. Nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới của vợ chồng Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, xin được chia sẻ chút hạnh phúc và yêu thương của mình đến với các gia đình khó khăn trong thời gian này. Sau khi những hình ảnh và dòng trạng thái được đăng tải, cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho nghĩa cử cao đẹp này của vợ chồng Lâm Vĩ Dạ. Được biết, cặp đôi kết hôn năm 2010, đến nay đã có hai cậu con trai kháu khỉnh, cả hai cùng học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã trải qua nhiều năm chung sống, nhưng tình cảm của cả hai vẫn như ngày đầu mới quen, xuất hiện cùng nhau trên nhiều chương trình truyền hình. Vợ chồng Hứa Minh Đạt không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật và lời khen có cánh khiến nhiều người ngưỡng mộ.